Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chế độ toàn trị Trung Quốc mối đe dọa các quốc gia láng giềng. Chế độ Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với nhiều xã hội. Từ dịch viêm phổi Vũ Hán xuất phát từ một thành phố của nước này đến dự án con đường tơ lụa mới đến bành trướng quân sự trên Biển Đông. Nhưng với nhiều chuyên gia, đe dọa lớn nhất đến từ chế độ toàn trị của Trung Quốc. Theo quan điểm này, chế độ toàn trị của Trung Quốc là gốc rễ của vô số các hiểm họa đe dọa phần còn lại của thế giới và đối với chính quyền xã hội Trung Quốc. Đây là hình ảnh chân dung ông Tập Cảnh Bình nổi bật lên hàng đầu, với đằng sau là các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác trên một món đồ lưu niệm từ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Nhận diện cho đúng chế độ toàn trị hiện nay tại Trung Quốc là cơ sở cho phép các nền dân chủ có được đối sách đúng. Tuy nhiên, nhận diện đúng không phải là điều dễ. Do tính chất khép kín của chế độ này, do những đặc thù của nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, khó nhận diện được cũng có phần do thế đối đầu của Mỹ-Trung hiện nay có xu hướng thổi bùng lên những mâu thuẫn mang tính quốc gia. Điều này đã vô hình dung đẩy lùi vấn đề mô hình xã hội toàn trị, dân chủ hay độc tài vào tuyến 2. Vấn đề chế độ chính trị có xu hướng được đơn giản hóa để áp dụng vào các nhu cầu tuyên truyền trước mắt. Chỉ trích của nhiều chính trị gia các nước dân chủ tập trung vào tính chất cộng sản của chế độ chính trị hiện nay mà coi nhẹ những gốc rễ của chế độ toàn trị trong chính quyền truyền thống của Trung Hoa hàng nghìn năm qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia về Trung Quốc, về chính trị quốc tế vẫn tiếp tục có các nghiên cứu. Học giả Mỹ Francis vào tháng 5 năm 2020 vừa công bố bài phân tích như sau: Trung Quốc có chế độ kiểu gì? Tìm cách giải mã các nguồn cội nguồn của chế độ toàn trị Trung Quốc, một số đặc điểm căn bản của mô hình Trung Quốc từ thời Cộng sản, thời Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình cho đến Tập Cảnh Bình. Tác giả cũng đề cập và đề xuất một triển vọng được coi là khả thi hơn cả cho sự trỗi dậy của dân chủ tại Trung Quốc. Và đầu tiên, chúng ta hãy xem xét chế độ toàn trị là gì. Thuật ngữ toàn trị do hai nhà chính trị học Mỹ Carl Friedrich và Beresky chế tác ra vào những năm 1950 để chỉ các xã hội theo mô hình Liên Xô và phát xít. Carl Friedrich và Beresky phân biệt các chế độ toàn trị với các chế độ gọi là độc đoán toàn trị, là các chế độ do một đảng duy nhất lãnh đạo với một ý thức hệ bao trùm, sử dụng quyền lực công an trị để buộc mọi người dân trong xã hội phải trung thành tuyệt đối với ý thức hệ chính thống, với việc kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh riêng tư nhất của các thành viên trong xã hội. Và các chế độ này hy vọng cắt đứt toàn bộ các liên hệ xã hội trước đó để buộc tất cả mọi người phụ thuộc trực tiếp vào chính quyền. Đảng thực thi vai trò tẩy não dân chúng một cách triệt để, đến mức họ không còn nhận ra những xiềng xích cột họ vào đảng. Đây là hình ảnh Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2012, ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh với 2.270 đại biểu tham dự đại hội. Một hình tượng tiêu biểu cho thành công của chế độ toàn trị Xô Viết là nhân vật thời niên thiếu Morozov, được lãnh tụ Stalin nhiệt liệt biểu dương do đã có những tố cáo cha mẹ mình với công an mật. Đâu là cội rễ của chế độ toàn trị Trung Quốc hiện nay? Câu hỏi cũng được đặt ra. Học giả Mỹ Francis nhấn mạnh rằng xã hội Trung Quốc là một trong những xã hội có lịch sử liên tục dài nhất thế giới và có rất nhiều sự tiếp xúc nối xuyên qua các triều đại cho đến chế độ hiện nay. Trung Quốc là nền văn minh đầu tiên trên thế giới tạo lập ra bộ máy nhà nước mang tính hiện đại, tức một bộ máy nhà nước được coi như là vận hành độc lập với các quan hệ cá nhân, dù là với hoàng đế, với gia tộc hoàng đế hay với các thân hữu của hoàng đế. Một bộ máy nhà nước vận hành theo các quy tắc riêng, tập quyền cao độ. Bộ máy này ra đời dưới triều đại nhà Tần, triều đại đầu tiên thống nhất các vương quốc tại khu vực trung tâm lãnh thổ Trung Quốc hiện nay, vào khoảng năm 221 trước Công Nguyên. Thời Tân Thủy Hoàng chỉ tồn tại chưa đầy 20 năm, nhưng để lại các hệ quả vô cùng lớn trong xã hội Trung Quốc suốt hơn 2.000 năm sau. Triều đại nhà Hán kéo dài hơn 4 thế kỷ sau đó đã kế thừa phương thức tổ chức nhà nước tập quyền của Tần Thủy Hoàng và bổ sung vào đó vai trò hàng đầu của Khổng giáo, của tầng lớp quan lại theo Nho giáo, được phó thác sứ mạng lãnh đạo trong các đế chế lớn nhất thế giới thời điểm đó.
Và một đặc điểm tiêu biểu khác của chế độ chính trị thời Tần rồi đến thời Hán là trong các đế chế hùng mạnh này tại Trung Hoa chưa bao giờ có các định chế chính trị mang tính đối trọng như nhà nước pháp quyền hay trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ, mà chủ yếu dựa vào tầng lớp lãnh đạo điều hành đất nước thông qua con đường giáo dục. Đây là hình ảnh Hoàng đế Trung Hoa Tần Thủy Hoàng. Bộ máy nhà nước tập quyền và không có đối trọng do một tầng lớp quan lại được tuyển chọn thông qua học vấn vận hành. Đó là các đặc điểm tiêu biểu của nền chính trị Trung Hoa suốt 2.000 năm. Thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực là thách thức mà chính quyền Trung Hoa liên tục gặp phải. Hoàng đế phải sử dụng tầng lớp quan lại để điều hành bộ máy nhà nước. Nhưng ai kiểm soát bộ máy này khi bộ máy bị hư hỏng và tầng lớp hoạn quan đã sử dụng làm nhiệm vụ này? Đến đời nhà Minh lại phải lập ra cả một bộ phận riêng để kiểm soát các hoạn quan do sự lộng hành của nhóm này. Vấn đề tương tự cũng đặt ra hiện nay khi Đảng Cộng sản kiểm soát chính quyền, ban tổ chức của Đảng kiểm soát Đảng và dưới thời Tập Cảnh Bình đến lượt Ủy ban Kỷ luật Trung ương được giao nhiệm vụ kiểm soát ban tổ chức. Tuy nhiên, nếu như có những điểm kế tục giữa phương thức cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay với các triều đại trước thì cần phải nhấn mạnh là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kế tục truyền thống toàn trị của thời Liên Xô của Stalin nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong lịch sử Trung Hoa trước đó. Phương thức toàn trị Xô Viết với hệ thống tuyên huấn, dân vận, trại cải tạo, trại tập trung, mạng lưỡi những tay chân của chế độ có mặt khắp nơi theo dõi dân chúng, rút cục đã phá sản. Tuy nhiên, tham vọng toàn trị không chết, tham vọng kiểm soát hoàn toàn người dân từ tinh thần đến thể xác đã được truyền từ Đảng Cộng sản Liên Xô sang Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã tái tạo mô hình toàn trị Liên Xô bằng các phương tiện tương tự với đỉnh điểm là cuộc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên, nỗ lực này rốt cục cũng thất bại, buộc giới tinh hoa trong đảng chuyển hướng sang con đường hiện đại hóa theo kiểu tư bản. Theo nhà nghiên cứu Francis, lãnh đạo kế nhiệm Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu giải thể nhà nước toàn trị để thay bằng nhà nước độc tài. Chế độ chính trị Trung Quốc dưới thời Mao, Đặng và Tập Cảnh Bình có những gì giống và gì khác? Đây là hình ảnh chân dung Mao Trạch Đông, cha đẻ của Trung Quốc hiện nay. Theo Francis, giai đoạn năm 1978 đến năm 2012, tức là từ khi Đặng Tiểu Bình khởi động hiện đại hóa cho đến khi Tập Cảnh Bình lên cầm quyền, là một giai đoạn mà người dân Trung Quốc được hưởng nhiều quyền tự do cá nhân, kinh doanh đi lại, tự do, bày tỏ quan điểm tự do khác hẳn trước. Đảng đã giảm nhẹ sự can thiệp vào kinh tế và bộ máy nhà nước. Nhiệm kỳ lãnh đạo cao cấp được giới hạn. Việc Tập Cảnh Bình lên cầm quyền, bộ máy chính trị Trung Quốc có xu hướng làm sống lại mô hình toàn trị thời Mao. Chủ nghĩa Mác Lênin, theo tư tưởng Tập Cảnh Bình, được đưa vào hiến pháp, được giao giảng và giảng dạy trong trường đại học, bộ máy công an có thêm nhiều quyền lực chưa từng có và đảng xâm nhập trở lại mọi mặt của đời sống. Nhiều bài hát của Hồng Vệ Binh thời cách mạng văn hóa được phổ biến trở lại. Đàn áp ở quy mô lớn hơn với hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị đưa vào các trại cải tạo. Tuy nhiên, theo Francis cũng nhấn mạnh là cho dù tham vọng kiểm soát trở lại theo kiểu toàn trị, tư tưởng Tập Cảnh Bình cũng chỉ là một bản sao mờ nhạt của tư tưởng Mao với cuốn sách đỏ nổi tiếng. Tập Cảnh Bình đã không đủ sức đưa ra một ý thức hệ mang tính nhất quán như Mao, đủ sức dấy lên niềm tin cuồng tín của hàng triệu người Trung Quốc. Nhưng ngược lại, chính quyền Tập Cảnh Bình lại được các nước phương tiện, công nghệ tinh vi, hùng hậu của kỷ nguyên công nghệ số cho phép dễ dàng kiểm soát dân chúng khác hẳn với thời Mao hay Stalin. Cũng khác với thời Mao, chủ yếu dựa vào đàn áp đe dọa, giờ đây chính quyền Tập Cảnh Bình dựa nhiều hơn vào việc chiêu dụ được một tầng lớp trung lưu dễ bảo nhờ có món lợi vật chất. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. So sánh để nhìn ra các điểm giống giữa Mao, Đặng và Tập, học giả Mỹ Francis vừa lưu ý đến tính nối tiếp của truyền thống toàn trị trong xã hội Trung Hoa với chế độ toàn trị Cộng sản hiện nay, nhưng cũng vừa nhấn mạnh đến tính mâu thuẫn giữa các truyền thống Trung Hoa. Chế độ cai trị tàn bạo thời Tần đặt cơ sở cho chế độ toàn trị sau này chỉ tồn tại được ít năm. Các triều đại Trung Hoa sau này trị nước một cách tinh vi hơn. Nhà nghiên cứu Francis cũng chia ra hai mạch cai trị trong truyền thống Trung Quốc, gọi là toàn trị và độc đoán. Về toàn trị, Mao Trạch Đông và Tần Thủy Hoàng là trên cùng một mạch. Về chế độ độc đoán, theo tác giả, chính quyền Đặng Tiểu Bình hay Giang Trạch Dân gần với các triều đại Trung Quốc sau này hơn nhiều. Nhìn chung, theo nhà nghiên cứu Francis, di sản Marx Lenin thời Xô Viết
được Đảng Cộng sản Trung Quốc vận dụng nằm trong xu thế xung đột sâu sắc với nhiều truyền thống bắt rễ tại Trung Quốc, trong đó có Khổng giáo vốn nhấn mạnh nhiều đến các quan hệ con người. Và phải chăng nền chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo tại Trung Quốc tất yếu sẽ dẫn đến một chế độ mà mọi quyền lực thâu tóm trong tay một lãnh đạo duy nhất như Tập Cận Bình? Theo nhà nghiên cứu Francis, thì việc Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo Trung Quốc với xu thế ngả sang toàn trị không phải là điều không thể tránh khỏi. Vào thời điểm Tập Cận Bình chưa trở thành lãnh đạo, trong giới tinh hoa Trung Quốc đã có nhiều người hy vọng là chế độ Trung Quốc dưới sự cai trị và lãnh đạo của Tập sẽ vừa chống được nạn tham nhũng, vừa xác lập được các cơ sở cho một xã hội Trung Quốc tự do hơn trước khi họ hiểu ra. Và dù sao thì chế độ Tập Cận Bình chưa phải đã áp đặt được lý tưởng toàn trị lên toàn bộ xã hội. Xã hội Trung Quốc hiện nay khác xa với Bắc Triều Tiên. Lịch sử Trung Quốc cho thấy hai nỗ lực xây dựng xã hội toàn trị một cách tàn bạo dưới thời Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch Đông không kéo dài. Việc dân chúng tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng hiện nay xuất phát từ tự nguyện do lợi ích được thỏa mãn hơn là do bị đe dọa. Khả năng các công nghệ số kiểm soát dân chúng đến đâu cũng là còn vấn đề để ngỏ. Tư tưởng Tập Cận Bình hay chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa cũng không hấp dẫn đến mức có nhiều người sẵn sàng chết cho lý tưởng như thời Mao. Và Trung Quốc có cơ hội đến với dân chủ hóa hay không? Nếu có, con đường nào khả thi hơn cả? Đây là hình ảnh nhà hoạt động Hoàng Chi Phong đang khiến cho cả thế giới ấn tượng cùng với cuộc đấu tranh dũng cảm của người dân Hồng Kông chống lại sự thao túng toàn trị lên Hồng Kông. Theo nhà nghiên cứu Francis, trước hết các nền dân chủ phương Tây phải nhận thức được là tại Trung Quốc có một chế độ toàn trị mới đang hình thành, giống như Liên Xô giữa thế kỷ thứ 20, chứ không phải là một chế độ tư bản theo phong cách độc đoán như giai đoạn trước đó. Bởi tại Trung Quốc hiện nay, nhà nước gần kiểm soát toàn bộ nền kinh tế, kể cả với các doanh nghiệp được gọi là tư nhân như Tencent hay Alibaba. Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ và các nền dân chủ tự do cần phải dần rút ra khỏi các cơ sở kinh tế ra khỏi Trung Quốc. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán cho thấy sự nguy hiểm của việc lệ thuộc vào Trung Quốc. Và riêng đối với Trung Quốc, trong tình hình hiện nay, khi bộ máy đàn áp của chế độ hiện hành là rất lớn, rất ít có khả năng thay đổi sẽ diễn ra từ bên dưới với một phong trào quần chúng rộng khắp. Nếu như xảy ra, thay đổi chỉ có thể đến từ bộ phận thượng tầng của ban lãnh đạo đảng. Cụ thể là những người bị ảnh hưởng do việc Tập lên nắm quyền. Cả một hệ thống vận hành từ hơn 30 năm bị Tập Cận Bình thay thế để về phần của mình trở thành lãnh đạo trọn đời. Và chế độ đa đảng, theo nhà nghiên cứu Francisco, sẽ không đến sớm với Trung Quốc như tại Hàn Quốc và Đài Loan trong những năm 1980. Và con đường thay đổi tối ưu tại Trung Quốc hiện nay là thông qua hệ thống pháp lý giống như nhiều nước ở châu Âu trong thế kỷ thứ 19 và 20. Tức là chuyển từ một nhà nước pháp trị sang nhà nước pháp quyền, một nhà nước chịu sự kiểm soát của luật pháp. Cần thiết lập các quy định rõ ràng áp dụng cho người dân thường, cho đến các quan chức cấp cao, thấp hơn, rồi cả chính bản thân Đảng Cộng sản. Việc thực thi quyền lực cần phải được khống chế, kiểm soát thực sự về mặt hiến pháp. Tư pháp phải có quyền tự trị rộng rãi, và người dân phải được có thêm quyền tự do, ít nhất là cũng giống như so với thời trước Tập Cận Bình. Về phía Hoa Kỳ, học giả Francis lưu ý là cần nhớ rằng đối thủ của Mỹ hiện nay không phải là Trung Quốc, mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trên đường toàn trị hóa, hoàn toàn khác so với giai đoạn trước năm 2012. Và trước khi toan tính giúp Trung Quốc thay đổi, người Mỹ đã thay đổi chính nước Mỹ để xác lập trở lại vị trí của Hoa Kỳ như ngọn hải đăng của các giá trị dân chủ và tự do. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020 với bản tin Chế độ toàn trị Trung Quốc, mối đe dọa các quốc gia láng giềng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de